Vận hạn năm 2023 của tuổi Thân có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ trong giữa năm Tam Tai. Tử vi tuổi Thân năm Quý Mão được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn so với tử vi năm 2022. Dường như bạn chưa tìm ra được hướng đi mới để bứt phá, nên chỉ có thể tiếp tục những công việc cũ đã quá quen thuộc từ trước đến nay. Luận về công việc, đường số cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, trở nên lơ là ở cả những công việc mình đã quen tay. Trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Luận về tài lộc, chưa thấy có gì thay đổi đáng kể, bạn chủ yếu duy trì được các nguồn thu của mình, nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Lời khuyên dành cho con giáp này nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm dự phòng khi khẩn cấp. Luận về phương diện tình cảm, tình duyên có như ý do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh, vợ chồng bạn thiếu sự đồng lòng, chia sẻ nên dễ xảy ra nghi kỵ, mâu thuẫn lẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, không chịu xuống nước làm hòa thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện, làm tan vỡ hạnh phúc. Luận về sức khỏe, dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng nhưng tai nạn hay bất trắc bất ngờ có thể ập tới. Theo đó, tuổi Thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung bản mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Xem chi tiết vận hạn năm 2023 của tuổi Thân qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi năm Quý Mão 2023 của 12 con giáp nhận định, người tuổi Thân bước vào năm giữa Tam Tai nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bạn cần cân nhắc mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại bạn sẽ còn phải gặp nhiều trở ngại hơn. Năm 2023 này, quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thật sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song, bạn cũng trở nên quá hiền lành, nhu nhược để kẻ khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, người tuổi Thân cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, trở nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy thì dù có tài giỏi đến mấy, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến nên bản mệnh cần phải tập trung củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi nữa cũng trở nên lơ là. Vì lơ là thì dễ để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt quỷ nhân. Hơn nữa, năm nay cũng không chỉ toàn là những điều bất trắc, có một vài thời điểm trong năm, các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho người tuổi Thân những cơ hội quý giá. Bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí, dù chưa được thăng chức đi nữa, thì bạn vẫn còn cơ hội tăng lương thưởng nóng. 2. Luận về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Thân cũng không có nhiều biến động trong năm Quý Mão này. Hoặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước.
Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thật sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết cách thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ thì đến cuối năm bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân. Không thể dậm chân tại chỗ ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư, kinh doanh, quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay do có hung tinh kiếp sát tác động. Con giáp này dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế, trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá tráng, rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vại vay mượn nợ nần người khác. 3. Phương diện tình duyên. Phương diện tình cảm chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình nên cũng khó lòng khởi sắc. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Mỗi quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân nên chẳng thể nghe lọt tai ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người yêu thương nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn sàng mở lòng, mở cửa trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại với tương lai, nên vẫn cứ tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Bạn mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Hãy dũng cảm cho người nào đó cơ hội, có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Do tác động của hung tinh nên người tuổi thân cũng cần giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải mổ xẻ, chạy chữa. Cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động tập thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị. Xem tử vi cho từng tuổi thân trong năm 2023. 1. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trải qua một năm 2023 không có quá nhiều biến động. Bản mệnh chủ yếu tập trung hoàn thành cho tốt công việc của mình, không tham gia quá nhiều vào các cuộc tranh chấp, có thể không giữ được mối quan hệ hòa hảo với những người xung quanh. Tuy nhiên, nếu muốn kiếm thêm thu nhập để cải thiện đời sống gia đình, bạn không nên tiếp tục mãi với những gì mình đang có ở hiện giờ. Đôi lúc bạn cần phải dũng cảm thử sức mình, rất có thể sau đó bạn sẽ trở thành người dẫn đầu xu hướng. Trong gia đình, vợ chồng cần nhường nhịn nhau nhiều hơn, không nên đề cao bản thân, bắt nửa kia phải nghe theo mọi sự chỉ đạo của bạn.
Khi tham gia các hoạt động xã giao, bạn cũng cần phải nhớ giữ khoảng cách với các đối tượng khác giới. 2. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Nếu người tuổi Canh Thân, bạn sẽ phải trải qua khá nhiều thử thách trong năm Quý Mão này. Ở môi trường công sở luôn có những đồng nghiệp xấu tính muốn tranh giành cướp công lao của bạn. Vì thế mà bạn cần phải tập trung với nhiệm vụ của mình, chớ cả tin nghe theo lời của bất cứ ai. Phương diện tiền bạc không có bước phát triển nào đáng kể, thậm chí bạn dần đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình. Đây là thời điểm bạn cần phải cố gắng hết sức, chứ đừng vì thấy khó khăn mà bỏ dở giữa chừng. Cũng may, trong gia đạo, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn khá bình ổn. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hai người nên hâm nóng tình cảm, chớ để cho tình yêu dần dần nguội lạnh. Đôi bên thờ ơ, ai làm việc của người ấy. 3. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Người tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, còn khá trẻ tuổi. Vì thế bạn nên sẵn sàng cho những thách thức sẽ đến trong năm Quý Mão này. Cạnh tranh trong công việc là yếu tố thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Đây là lúc bạn cần tìm ra và phát triển các thế mạnh của mình. Vì tiền bạc không có nhiều biến chuyển đáng kể nên bạn cần hạn chế việc chi tiêu, mua sắm. Bản mệnh nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, không vì có tiền mà phung phí, đến khi có việc cần lại không có khoản dự phòng. Về phương diện tình cảm khá ảm đạm, vì vợ chồng bạn còn trẻ nên thiếu bao dung cho nhau, thậm chí có những bất đồng nho nhỏ cũng khiến đôi bên bất mãn với nhau. Hai người nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. 4. Tử vi tuổi Thân, sinh năm 2004. Năm 2023 này là một năm tràn những điều mới mẻ với người tuổi Thân, sinh năm 2004. Bạn được tiếp xúc với môi trường mới, những người con người mới. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để học thêm nhiều kiến thức bổ ích, trao dồi vốn sống cho bản thân. Phương diện tiền bạc không có nhiều biến động, người tuổi này chủ yếu sống dựa vào nguồn trợ cấp của gia đình. Bạn nên chi tiêu hợp lý, không nên chạy theo xu thế thị trường nếu điều kiện không cho phép. Người độc thân nên mở lòng hơn với các mối quan hệ, rất có thể bạn sẽ tìm được người chân thành với mình. Tuy nhiên, bạn cũng không quá vội vàng đến với ai, hãy dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu đối phương trước. 5. Tử vi tuổi Thân, sinh năm 2016. Trẻ nhỏ sinh năm 2016 vẫn còn sống trong sự bao bọc của cha mẹ nên không gặp phải bất cứ vấn đề gì quá lớn lao. Trẻ nhỏ mới bước chân vào môi trường học tập, cần đến sự quan tâm của phụ huynh nhiều hơn. Vì thế các bậc cha mẹ nên ở bên kèm cặp và tâm sự với con cái kịp thời. Trên phương diện sức khỏe, trẻ nhỏ không nên ăn uống không điều độ hay ăn những đồ chiên có chất dầu mỡ hay cay nóng. Cần phải ăn uống điều độ đúng giờ, cân bằng dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt nên cẩn thận khi tham gia giao thông và vui chơi để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. 6. Tuổi Thân, sinh năm 1956. So với năm ngoái, bước sang năm Quý Mão, vận khí có phần bình ổn, ít biến động hơn so với năm ngoái. Đối với người tuổi Bính Thân cũng sẽ đón một năm khá yên bình, ít xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày. Bước sang tuổi 68, đương sổ có xu hướng sống buông bỏ phiền não để vui sống tuổi già. Sẽ có một vài mâu thuẫn hay xung đột nhỏ trong gia đình, nhưng đa phần đều được giải quyết nhanh chóng, nên gia đạo khá hài hòa, bản mệnh ít phải phiền muộn. Có điều, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, người tuổi Bính Thân nên dành thêm thời gian nghỉ ngơi và tập luyện thể thao nhẹ nhàng để duy trì thể trạng tốt, hạn chế đau ốm mỗi khi trải gió trở trời.